Hello, xin chào các bạn quay lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay mình sẽ làm video như là mổ xẻ chiếc Samsung A6 cộng này nhé. Cho các bạn xem là bên trong, nội thất bên trong cũng như đến màn hình và được thiết kế như thế nào nhé các bạn nhé. Và hôm nay đây là phần màn thì mình đã cậy sẵn ra rồi ạ. Đấy, cậy màn mình đã cậy sẵn nó nhanh rồi. Đấy. Đấy, phần màn đấy. Phần màn này thiết kế là khá to nhé, chắc chắn nhé. Đây, đây các màn này rất dài nhé, các màn Samsung bây giờ thiết kế rất dài nhé. Các bạn ép kính thì các bạn là nếu các bạn cậy chiếc Samsung A6 cộng ra thì các bạn cậy từ trên đầu nhé, từ trên đầu xuống, từ trên loa xuống, từ trên màng loa xuống, các bạn nằm hết bên dưới rồi. Nên các bạn cậy yên tâm thoải mái, không sợ. Nằm bẹp ở đây rồi nên các bạn cậy thoải mái, không sợ. Cách lách ở đây, tí đây là không sợ nhé. Đây, chiếc này trên tay mình là chiếc Samsung A6 cộng. Đây phần màn mình đã cậy ra rồi. Màn mình sẽ để riêng đây, còn phần ốc thì mình cũng đã cậy ra rồi. Mình sẽ thẻo luôn cho các bạn xem. Tháo luôn cho nhanh, tại vì mình cậy vào cái này mà nhiệt, đâm nó mất thời gian hơi lâu. Và mình sẽ mổ xẻ bên trong nhé. Đây khay sim mình sẽ cậy ra. Giờ mình sẽ tháo luôn cái phần đấy, khai sim phần đấy. Đây là phần của vỏ. Đây là phần vỏ chiếc sao cho cậu. Thiết kế rất chắc chắn nhé. Vỏ nhôm nhé, phi nhôm đấy. Đây cục rung này. Đây cục rung này. Và đây là kính cam này. Đây là công tắc nguồn này, công tắc volume này. Đây là vân tay các bạn nhé. Đây vân tay của chiếc Samsung A6 cộng này, nằm ở đây. Thì để một cái chân đi luôn. Thì mình đã riêng bộ phận đi ra. Còn phần này là phần main nhé. Đây mình sẽ nhấc phần main ra. Đây là phần cam trước này. Camera trước. Đây là phần camera sau này. Đây là phần camera sau. Thiết kế rất to chứ. Camera sau thiết kế rất to. Nhưng mình nhét vào trong. Đây là ổ sim này. Và đây là khay sim và khay thẻ nhớ này. Và đây là khu chân sạc này. Đây, đây thiết kế bên trong thì main chiếc Samsung thì cũng là rất rất mỏng manh nhá. Thiết kế rất mỏng manh này. Các bạn cậy cẩn thận là còn gãy ấy. Đây này. Thiết kế rất mỏng manh này. Đấy. Đây nhá. Main thiết kế rất đơn giản nhá. Rất nhiều chi tiết mà chia đều rất toàn cả máy luôn. Samsung thì họ chia đều máy ra, không như Oppo. Oppo chỉ gói gọn phần trên này thôi. Hoặc Samsung họ chia dài ra. iPhone thì iPhone chia từng chi tiết cho từng khoang một. Đây còn đây là phần pin này. Phần đây phần xương này, đây là chân này, là chân bách này. À đây nhầm, xin lỗi các bạn nhé. Đây phần này là chân tai nghe nhé. Phần bách home thì nằm ở trên đấy đó. Nằm home ở trên màn hình. Back home đa nhiệm nằm trên màn hình luôn các bạn. Đấy về phần thiết kế thì mình theo mình đây là phần loa ngoài, thiết kế là đây là loa trong này. Đây là phần loa trong, đây là phần loa ngoài. Theo mình thì phần thiết kế là rất đơn giản đấy. Đấy. Thiết kế chả có gì là chắc chắn, không như Samsung 7 Pro, Z7 Pro thì họ thiết kế là rất chắc chắn nhé. Vỏ nhôm mà từ đến màn hình các kiểu họ làm rất chắc chắn. Các back các biết đây được đây. Họ thiết kế bây giờ rất đơn giản là trên, nằm trên một cái màn hình này luôn này. Các cái nút đa nhiệm những nằm màn hình. Màn này thì mình này là có hai, chia là hai phần nhá, một lần hiển thị và một lần kính nhá. Các bạn vỡ kính thì các bạn có thể đi ép lại kính đi nhá. Vỡ kính mà liệt luôn cả cảm ứng thì các bạn chỉ phải thay cả bộ luôn nhá, cả bộ như này luôn nhá. Đấy. Đấy, cả bộ A6 cộng, màn A6 cộng chắc bây giờ cũng phải hơn cũ đấy các bạn ạ. Mình thì mình không nắm rõ ràng lắm nhưng mà cũng giá phải tầm đấy đấy. Đây. Đây và đây là đây một xẻ chi tiết này. Đây là khay sim. Đây là vỏ. Đây là rất chia là 1 2 3 4 tức là 4 phần. Đây và chắc mình xin dừng clip ở đây thì các bạn nhớ thì kênh mình hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh, like kênh giúp mình nhá. Xin chào tất cả các bạn ạ.